Hãy nói cho tôi biết nếu cậu cảm thấy đau. Vị nha sĩ nói trước khi đưa một cọc kim chỉnh răng vào miệng bạn và bắt đầu kéo răng của bạn về đúng vị trí. Hiển nhiên, tiếng la hét của bạn là không đủ để khiến vị nha sĩ dừng lại. Sau cả tiếng đồng hồ phẫu thuật răng miệng hết sức đau đớn, cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc và bạn đã đọc tin nhắn của một người bạn. Nào, hãy cho tớ xem, nó không thể tệ như vậy. Tuy nhiên, bạn không muốn gửi ảnh của mình cho cô ấy xem lúc này vì bạn không muốn người con gái mình thích nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này. Nhưng sau khi cô ấy hỏi lại, bạn quyết định chụp và gửi cho cô. Bạn chụp ảnh một cái miệng và cái hàm méo mó của mình. Những sợi dây lộn xộn được sử dụng cách vội vàng để nối những chiếc răng còn lại của bạn về vị trí cũ. Và chúng trông giống như một bộ răng giả trong một bộ phim kinh dị, kinh phí thấp vậy. Bạn gửi tin nhắn và đợi. Bạn thấy các dấu chấm xuất hiện, chứng tỏ cô gái đang viết và phản hồi. Nhưng sau đó thì chúng cũng biến mất và chả có câu trả lời nào cả. Bạn buồn bã nhét điện thoại vào túi và bắt đầu bỏ đi. Rồi bạn cúi đầu bước về nhà với cái miệng ngậm thật chặt trong xấu hổ. Bạn không muốn bất kỳ người qua đường nào nhìn thấy hàm răng của mình. Bạn quyết định đi vòng qua công viên để tránh càng nhiều người càng tốt. Và bạn quyết định dừng lại ở một bàn ăn ngoài trời cạnh một cái ao nhỏ. Bạn ngồi xuống bàn và quan sát những con vịt đang lăn lóc dưới nước. Chúng thật may mắn, bạn nghĩ. Vịt không bao giờ phải lo lắng về việc răng của chúng bị văng ra bởi một quả bóng chày và khiến chúng trông như một con quái vật. Những con vịt đột nhiên di chuyển khỏi vị trí của bạn rồi bay đi hết. Bạn có cảm giác rằng chúng đang cố thoát khỏi một thứ gì đó. Rồi bạn quay lại, nhưng không có gì đằng sau. Ồ, chắc là tại mình, bạn nghĩ. Nhưng sau đó bạn cảm thấy rằng có thứ gì đó phía sau. Rồi bạn quay lại lần nữa, nhưng vẫn không có gì cả. Chỉ có mình bạn cùng chiếc bàn ăn và cái ao trống. Bạn quay lại để quan sát mặt nước tĩnh lặng, nhưng bạn vẫn có cảm giác rằng có ai đó phía sau mình và quay lại lần nữa. Xin chào, có ai đó không? Bạn hỏi nhưng không có ai trả lời. Bạn quay lại phía hồ và bạn sợ hãi hét lên khi nhìn thấy thứ phía trước mặt mình và ngã xuống chiếc bàn. Bạn đứng dậy ngay và không chờ đợi để quan sát xung quanh để xem có ai hoặc thứ này là gì. Bạn lập tức chạy nhanh nhất có thể vì bạn biết rằng nó đang đuổi theo mình. Theo bản năng, bạn rút điện thoại ra và cố gắng chụp ảnh thứ đằng sau của mình. Bạn biết sẽ không ai tin mình và bạn muốn ghi lại bằng chứng về thứ này. Bạn cố gắng xoay sở để chụp một vài bức ảnh, nhưng bạn có thể nghe thấy sinh vật đó đang ở gần mình. Bạn hét lên khi miệng bắt đầu đau. Có lẽ việc chạy rất nhanh đã khiến hàm răng mới phẫu thuật của bạn bị xê dịch và khiến chúng đau dữ dội. Bạn bắt đầu có cảm giác miệng như có đầy đá vụn bên trong, nhưng bạn hiểu rằng đó là răng của mình đẩy ra và đâm vào miệng. Bạn kịp chụp một bức ảnh cuối cùng trước khi sinh vật lao vào mình, khiến bạn và cả chiếc điện thoại rơi xuống đất. Sáng sớm hôm sau, cảnh sát đã dựng một vành đai cho công viên. Vị thám tử đến và đi ngang qua một người đàn ông trông rất hoảng loạn. Chắc hẳn anh ta là người đã phát hiện ra vụ án. Một sĩ quan bảo vệ hiện trường nâng băng cảnh sát lên để vị thám tử bước vào hiện trường vụ án, nơi có một thi thể nằm dưới tấm vải trắng. Thám tử hỏi những viên cảnh sát xem họ đã tìm thấy gì chưa, và viên cảnh sát đưa cho thám tử một túi nhựa chứa một chiếc điện thoại bẩn. Vị thám tử đeo một chiếc găng tay cao su vào và lấy điện thoại ra khỏi túi. Màn hình điện thoại bị nứt nhưng vẫn hoạt động được. Có rất nhiều tin nhắn trên màn hình trông giống như của ai đó đang cố gắng xin lỗi vì không trả lời sớm hơn. Sau đó hỏi chủ nhân của chiếc điện thoại đang ở đâu và có giận cô không. Vị thám tử mở máy ảnh của điện thoại lên và xem những bức ảnh cuối cùng được chụp. Đó là một loạt những bức ảnh kỳ lạ. Chúng đều là những tấm ảnh selfie của một đàn ông trẻ tuổi được chụp lúc anh ta đang chạy. Dường như trên mọi bức hình đều xuất hiện một bóng dáng nào đó, nhưng rất khó để có thể nói. Trên cứ bức ảnh đều xuất hiện những vệt mờ màu trắng và nó cứ ngày một lớn dần hơn qua từng bức ảnh. Cho đến tấm ảnh cuối cùng thì chỉ còn lại một tấm hình nghề màu trắng. Vị thám tử quan sát ống kính của chiếc điện thoại và thấy rằng nó bị bao phủ bởi một loại chất gì đó màu trắng. Vị thám tử đặt lại điện thoại vào túi đựng vật chứng và quỳ xuống bên cạnh thi thể. Viên cảnh sát quay đi. Anh ta đã nhìn thấy nạn nhân và không cần phải thấy nữa. Vị thám tử kéo tấm vải xuống để lộ ra một cảnh tượng thực sự gây sốc. Bên trong miệng chàng trai là một mớ răng lộn xộn, quá nhiều răng. Có những chiếc răng mọc ra từ mọi bộ phận trên nướu của anh, lấp đầy miệng và lòi ra ở những góc kỳ lạ. Ai đã làm điều này? Thứ gì có thể làm được điều này? Sở cảnh sát địa phương có thể không biết tình trạng của nạn nhân này là gì, nhưng tổ chức SCP thì có, bởi vì họ đã từng chứng kiến những sự việc tương tự hàng chục lần trước đó. Trên thực tế, họ đã thấy nó xảy ra rất nhiều lần, nên đã phân loại thực thể dị thường này là SCP-4910, nhưng nó được biết đến nhiều hơn trong tổ chức với cái tên Quỷ Răng. Không có nhiều thông tin về SCP-4910 và có rất ít nhân chứng đã nhìn thấy nó, do những người đã tiếp xúc với nó sẽ nhanh chóng chết trước tác động của nó. Tất cả những gì chúng ta biết được
SCP-4910 là một sinh vật bốn chân và dường như được tạo ra từ một phần hoặc là hoàn toàn từ răng. Những người bắt gặp SCP-4910 sẽ nhanh chóng cảm nhận được tác động dị thường của nó khi nó gây ra sự sản sinh quá mức với tốc độ cực nhanh của răng trong miệng nạn nhân. Những chiếc răng cũ sẽ nhanh chóng tăng kích thước, nhô ra khỏi nướu, lớn hơn mức bình thường. Trong khi những chiếc răng mới sẽ nhú lên từ bất kỳ khoảng trống nào trong miệng, bao gồm vòm miệng và bên dưới lưỡi. Những chiếc răng mới này sẽ ngay lập tức lấp đầy miệng. Điều này sẽ khiến ức chế khả năng nói hoặc giọng nói của nạn nhân. Sau đó, sinh vật sẽ sử dụng cơ hội này để tấn công và làm nạn nhân bất lực trước khi ăn thịt họ. Điều khiến SCP-4910 càng thêm bí ẩn đến từ sự tác động của nó đối với bất kỳ thiết bị ghi hình nào gần đó, máy ảnh và các thiết bị ghi hình khác. Khi đến gần SCP-4910 sẽ bị hư hỏng bởi sự xuất hiện đột ngột của một lớp ngà răng, là một trong những thành phần tạo nên một chiếc răng. Điều thú vị là SCP-4910 dường như sở hữu một trí thông minh ở mức độ nào đó, và nó dường như có thể phân biệt được giữa người bình thường, đối tượng mà nó săn lùng làm thức ăn, và các thành viên của tổ chức đang tìm cách săn lùng, ngăn chặn hoặc làm hại nó, những người nó sẽ sử dụng với mục đích còn hung ác hơn. Trong khi cơ chế chính xác vẫn chưa rõ ràng, có vẻ như SCP-4910 đã truyền nhiễm cho một số thành viên của tổ chức bằng khả năng dị thường của nó, khiến họ như một vật trung gian truyền bệnh, sau đó lây lan cho nhiều nạn nhân hơn. Tất nhiên, sự lây nhiễm này khiến tổ chức rất lo ngại và các quy trình ngăn chặn nạn nhân bị nhiễm bệnh đã được nhanh chóng đưa ra. Nếu răng của một nhân viên bắt đầu có dấu hiệu phát triển quá mức hoặc khi có quá nhiều răng nhô ra khi họ cười, họ phải bị tiêu diệt ngay lập tức bằng bất kỳ phương pháp nào cần thiết. Cách tốt nhất là với một khẩu súng. Điều này cho phép người ta giữ được một khoảng cách thích hợp và giúp họ ngăn chặn được sự lây nhiễm. Người bị nhiễm bệnh sau đó sẽ được đưa vào trong một hợp chất hóa học, hydrochloric, sẽ nung chảy họ từ một chất nào đó. Khi chất này không còn khả năng tồn tại sự sống nữa, nó được chuyển đến lò thiêu gần nhất để xử lý. Các thành viên của tổ chức tiếp xúc với SCP-4910 và có cảm giác họ bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng dị thường, có thể được cứu bằng cách thực hiện các biện pháp y tế ngay lập tức. Phẫu thuật miệng để loại bỏ những chiếc răng mới mọc đã được chứng minh là có hiệu quả khi thủ thuật được thực hiện trong 1 đến 2 giờ đầu tiên sau khi tiếp xúc, mặc dù nạn nhân sẽ phải chịu các vấn đề về thể chất vĩnh viễn suốt đời sau thủ thuật này. Sau 3 tiếng, sự lây nhiễm sẽ lan ra toàn bộ cơ thể với răng xuất hiện hầu như ở bất cứ đâu. Thật không may cho nạn nhân, khi tình trạng đến thời điểm này, việc kiểm soát cơn đau đã được chứng minh là không hiệu quả và không có cách nào để giảm bớt sự đau đớn cho họ ngoài việc giết họ. SCP-4910 vẫn còn tự do và đã được phân loại là Keter. Lực lượng đặc nhiệm cơ động số 5 có mật danh Tiefling Black là đội duy nhất được cho phép đến hiện trường nơi phát hiện 4910. Họ được phép giao chiến với sinh vật khi nhìn thấy nó và sử dụng vũ khí sát thương nếu cần thiết do sự nguy hiểm của dị thường này với tổ chức SCP. Bây giờ, hãy xem thêm một mục khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob như SCP-745, Tenpa, một sinh vật săn mồi khác với một phương thức săn mồi rất độc đáo. Và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký vào bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.